nha. Thì sáng nay em có đi chợ cả nhà, rồi em mua được một số lòng heo nè cả nhà. Cái này tráng vừng nè cả nhà, rồi gan này nó đủ loại hết cả nhà ơi. Thì nay em sẽ làm món cháo lòng heo cả nhà. Tại vì gần Tết này thời tiết nó cũng lạnh lắm cả nhà ơi, nên em ăn cháo cho nó ấm cả nhà. Bây giờ em mời cả nhà cùng em làm món cháo lòng heo này nha cả nhà. Thì để cho nấu nồi cháo lòng heo này thì em có chuẩn bị như là lòng heo nè cả nhà, rồi hành giá với gia vị hàng ngày nè cả nhà. Chứ em có mua được mớ hàu này nữa cả nhà, hàu này hàu sữa nha cả nhà. Mình để vô cái nồi cháo ăn cho nó ngon luôn cả nhà. Bắt cái chảo cho nó nóng lên rồi mình đổ gạo vô mình rang nha mọi người. Gạo này thì mà trước khi mình rang mình do cho nó sạch rồi mình đổ vào mình rang nha mọi người. Tại vì mình rang xong rồi là mình đổ nước vào mình nấu luôn đó mọi người. Rang cái nào cái hột gạo nó vàng lên thì được mọi người. Rang gì được rồi đó mọi người. Thì là mình cho nước vào mọi người ơi. Mình rang như vậy để mình nấu cho nó gạo nó mau nở, cho nó ngon cái nồi cháo mình đó mọi người. Để cháo nấu chín thì em đi sắc hành, sắc tỏi để mình làm gia vị mọi người ơi. Củ hành này mình băm nhuyễn ra một hồi nữa mình phi cho nó thơm để mình để vô cái nồi cháo á mọi người. Mình băm tỏi luôn mọi người. Tỏi này mình băm cho nó nhuyễn luôn nha mọi người, tại vì mình làm nước mắm mình chấm á mọi người. Này em làm nước mắm chấm cả nhà ơi. Để tí một ngọt thôi cả nhà. Tí đường nữa cả nhà ơi. mình làm nước chấm này là nước chấm tỏi ớt nha mọi người. Chấm ngon lắm mọi người ơi. Mình quậy da lên cho nó đều vậy nè mọi người. Rồi cháo nó sôi rồi đó cả nhà, thôi mình để lòng vô mình luộc cho nó chín nha cả nhà. Nó đầy tràn cái nồi luôn rồi mọi người ơi. Cái chảo này hơi nhỏ nha mọi người. Cháy hành để vào cháo đó nè, chỉ chấm vàng thôi các bạn. Mấy cái phần bột này nó nổi lên là mình vớt ra mình bỏ nha cả nhà. Trong lòng nay nhìn nó ngon lắm cả nhà ơi. Thời tiết lạnh mà mình hấp miếng cháo nóng nóng thì nó còn gì bằng nữa ha cả nhà. Giờ em nêm nếm gia vị vô cho nó thấm mọi người. Khói quá mọi người ơi. Ngon lắm mọi người. Để lòng này vô nó ngọt lắm mọi người ơi. Cháo nhìn là cũng ngon lắm mọi người. Lòng nó nãy giờ chín rồi mọi người ơi. Thôi giờ mình lấy ra mình đi xắt ra mình để ra dĩa nha mọi người. Nóng quá trời nóng luôn rồi mọi người ơi. Có miếng da heo đó nè mọi người. Ngon rồi nè mọi người. Mình để cái phần hào sữa này vô luôn nè mọi người, để vô cho nó ăn nó ngon mọi người. Hào này ăn cũng tốt lắm mọi người. Cái phần mặt hành nãy em cháy nè mọi người, mình để vô miếng cho nó thơm nha mọi người. Cho cái hoàn hành vô luôn mọi người ơi. Cháo nó cũng chín rồi đó mọi người, mình cho hành vô, mình nhắc xuống mình dùng mình là vừa đó mọi người. Phần lòng hồi nãy giờ mình để chung với cháo mình nấu nè cả nhà. Chín hết rồi cả nhà ơi, thôi giờ để em cắt ra, mình chia ra dĩa để mình dùng nha cả nhà. Giờ em cắt cái lòng ra mọi người ơi. Nóng quá mọi người ơi. Cắt ra cho nó vừa miếng ăn thôi nha mọi người. Có được miếng da heo đó nè mọi người. Lòng heo này mình chấm với nước mắm tỏi tết thì nó ngon hết sảy luôn cả nhà ơi. Món cháo cũng hoàn thành rồi cả nhà ơi. Buổi sáng hôm nay cũng chỉ đơn giản vậy thôi cả nhà. Thì sáng giờ em nấu cháo lòng heo cũng đã chín rồi, xong hết rồi đó cả nhà. Thôi giờ em mời cả nhà cùng em dùng buổi sáng với nồi cháo lòng heo nha cả nhà. Tiếp ra lên cho nó nóng mọi người ơi. Em mới để miếng giá vô cho nó đỡ nóng cả nhà. Mời cả nhà dùng cháo với em nha. Cái này con hào sữa rồi cả nhà. Trà sữa ngon. Nóng quá cả nhà. Để vô miếng bún cho nó đỡ nóng cả nhà. À, quá nóng rồi. Thử miếng lòng rồi cả nhà. Cái này cái tráng vừng cả nhà ơi, tráng vừng với gan đó cả nhà. Nó chấm nó ngon. Nóng quá trời nóng cả nhà. Ẩm miếng cho heo nè. Lòng heo này thì hôm qua em đi chợ nó cả nhà, rồi cái em đặt người ta, rồi người ta để dành lại cho mình đó cả nhà, để người khác mua hết cả nhà. Miếng tráng vừng ngon nè cả nhà. Cái này ruồi đâu mà nó bay nhóc trên cả nhà, cả nhà thông cảm cho em nha cả nhà, tại vì ở trên ruộng nên không có đồ chỉ nó được cả nhà. Ở trên ruộng thì con này con kia nó bay nhóc trên cả nhà ơi. Thử miếng hàu quá nha. Hàu này hàu sữa ăn cũng tốt cho sức khỏe lắm cả nhà. Hàu này thì em mua trong Bách Hóa Xanh đó. Bách Hóa Xanh người ta làm sẵn rồi, mình chỉ mua về mình rửa lại mình nấu thôi nha. Nóng. Tráng vừng này ăn cũng giòn giòn lắm đó nha. Còn nóng nóng ăn ngon lắm đó nha. sóc nước hào ăn cả nhà. Giờ cháo nó nóng quá em để bún vô cho nó nguội lại, mình húp cho nó dễ cả nhà. Chén nước chấm này nãy em làm có để chanh vô nữa ở nhà rồi, cái nó có cái hậu chua chua ngọt ngọt cay cay ngon lắm cả nhà. Miếng da heo mình luộc mình để vào cái nó vừa tới ăn nó giòn lắm cả nhà. Còn mọi người muốn cho nó giòn đó thì mình luộc xong rồi cái mình để với đem ra mình ngâm với nước đá cả nhà. Ngâm nước đá xong rồi cái mình luộc sơ lên cái là mình đem ăn nó giòn. Ngon cả nhà. Cháo và lá mồ hôi chân cả nhà. Lá một hỏi chồng cả nhà, cháo ăn nóng á, ăn cũng được. Hay quay còn khoảng 2-3 ngày nữa là Tết rồi cả nhà. Mới đó cũng chuẩn bị qua năm mới rồi cả nhà ơi. Khoảng vườn cũng ngon, có cuốn hỏng nữa cả nhà. Bữa nay sao nó gùi quá trời gùi luôn cả nhà. Thôi thì buổi sáng hôm nay thì em chỉ chia sẻ với cả nhà tới đây thôi cả nhà ơi. Em cũng xin khép lại video, hẹn video tiếp theo nha cả nhà. Dạ rồi, em chào tạm biệt cả nhà nha.